và tính chưa thì chưa biết. Bước 1, cái này nó gồm 3 bước. Bước 1 tức là like và follow fanpage, thì chắc cái này anh chị đã làm rồi đúng không? Phải like và follow nó mới công nhận nha. Bước 2. Từ từ, vào cái này em nói xong đã. Cái fanpage của mình thì là mình biết cái fanpage nó tên chưa rồi đúng không? Vào like và follow cái fanpage đó, CTR Asia này. Đấy. Sau đó khi vào nhà máy, khi vào nhà máy bất kỳ vị trí nào của nhà máy chúng ta đi ngang qua, anh chị có thể chụp một bức hình của cá nhân mình hoặc là của con của cả đoàn mình cũng được, nhưng mà phải có logo CTR ở trên áo hoặc là trên mũ nhà mình nhé. Chụp một cái hình đó, sau về nhà mình đăng lên trang Facebook cá nhân của mình, cá nhân của mình để chế độ công khai nhé. Tại vì chúng ta phải để công khai chứ không phải để bạn bè, để bạn bè thì một số người người ta sẽ không thấy. Cái này sẽ để công khai, mục đích là quảng bá cho fanpage của công ty. Đấy là bước 2. Bước 3 là nhà mình lấy cái hình đó, cái hình mình đã đăng á, vào trong cái bài viết mini game này trên cái fanpage của Tang này. Mình đăng cái hình đó lên trên cái bài viết đó, được chưa? Mình comment á, gọi là comment vào cái bài viết đó. Thì ba bước đó xong thì sau này công ty á, fanpage người sẽ lựa ra một cái bài viết follow nhiều nhất hay là chia sẻ nhiều nhất gì đó, người ta sẽ dựa vào đó để công bố kết quả cho nhà mình. Sẽ có hai giải, giải nhất và giải nhì. Giải nhất thì 100 đô và giải nhì là 50 đô nhà mình nhá. Ok dạ. Lát chụp hình với em đăng lên là bao có giải luôn. Rồi bây giờ thời gian vào tam kỳ nó sẽ còn rất là xa.